Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là chiều ngày thứ Bảy, 14/4/2018. Chúng tôi đang có mặt tại buổi họp của Liên ủy ban đấu tranh chống cộng sản và tay sai tại thành phố Garango, miền Nam California. Và đứng kế bên cạnh chúng tôi là ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ tịch Liên ủy ban đấu tranh chống cộng sản và tay sai. Trước hết, xin ông cho biết nội dung buổi họp mà ngày hôm nay thưa ông. Thưa đồng hương, hôm qua hai cuộc biểu tình chúng ta chống Thúy Nga Paris cũng như diệt Face TV. Thì ngày hôm nay chúng tôi mở cuộc họp báo để tường trình tới đến đồng hương là sau hai cuộc biểu tình. Thứ nhất là qua hai cuộc biểu tình, cái sự phản ứng của ông Tô Văn Lai, Thúy Nga Paris, rồi đồng hương cũng thấy những chi tiết và chúng tôi sẽ tường trình để chúng ta nhận định và chúng ta có một cái phương hướng vững chắc trong tương lai. Nói gì nói, cái phương hướng đó vẫn là phải chống Thúy Nga Paris và The Face TV. Vì chúng ta đã có được những dự kiện The Face TV là bàn tay nối dài cũng như Thúy Nga Paris là bàn tay nối dài của chế độ cộng sản ở hải ngoại này. Do đó chúng ta không bao giờ chấp nhận cái sự xâm nhập của cộng sản trên thủ đô người Việt tị nạn cộng sản chúng ta. Nói một cách cụ thể là chúng ta không để Việt Cộng xâm nhập vào cái làn ranh của cộng chúng ta ở hải ngoại. Cuộc họp báo ngày hôm nay là nhằm mục tiêu đó và chúng ta tìm ra những biện pháp hữu hiệu cũng như để ngăn chặn những sự lợi dụng cuộc biểu tình chúng ta để đưa vào các mục tiêu khác trong tương lai, thưa đồng hương. Dạ thưa ông, ông vừa nói ông Tô Văn Lai đã có những phản ứng và có cái trả lời là những cái câu nói của ông ta như thế nào, ông có thể cho biết sơ qua? Thưa cụ thể thì ông Tô Văn Lai cũng đã nói là 95% là đồng hương ở hải ngoại hỗ trợ Thúy Nga Paris, còn chỉ 5% là những người mang bệnh tâm thần mới là chống Thúy Nga Paris. Thì ngày hôm nay chúng tôi cũng đưa vấn đề đó ra để cho đồng hương thấy. Và cái chuyện mà nó thể xác quyết được là Thúy Nga Paris là điển hình là ông Tô Văn Lai có liên quan tới chế độ cộng sản. Đó là việc ông cũng có nêu lên đáng lý ra phải tặng quà cho đài The Face TV, vì đài này đài Vĩnh Long ở Việt Nam, vì cái đài này có cho cái chương trình mà nhạc bolero, nhạc vàng vân vân. Đó là một vấn đề, thành ra chúng ta phải phân tích chuyện này cho rõ ràng. Qua cái lời nói đó, chúng tôi lại càng xác quyết thêm cái sự liên quan giữa ông Tô Văn Lai, hay là nói một cách khác giữa Paris By Night cũng như giữa Fed có liên quan tới đài Vĩnh Long, hay là nói một cách khác nữa là có liên quan tới chế độ cộng sản. Vì thật sự chúng ta biết rằng không có cái đài truyền hình nào trong nước là của người Việt quốc gia, rõ ràng làm sao có được trong lòng bàn tay của chế độ cộng sản. Họ là những người cộng sản, dù họ hình thức nào đi nữa cũng là vẫn là cộng sản. Ông vừa nói là ông Tô Văn Lai có ngợi khen cái đài Vĩnh Long, nói là đáng lý ra phải tặng hoa tại vì họ đưa dòng nhạc bolero vào trong chương trình nhạc truyền hình tại Việt Nam. Thưa ông, có nhiều đồng hương của chúng ta khi nghe cái đó thì họ nói cái đó có lý chứ sao? Thì họ lại không có đồng ý cái cuộc biểu tình này, thưa ông. Đó là một cái quan điểm nó rất hạn hẹp, hay là nói khác, những người đó là vô trách nhiệm với dân tộc và đất nước, vô trách nhiệm với cuộc đấu tranh của toàn dân trong nước. Vì cái họ theo cái xu hướng, khuynh hướng của người Việt ở trong nước, vì họ trở về với cái những cái lời ca tiếng hát của Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta đài truyền hình đó chỉ khai thác cái đó để mà lấy tiền mà thôi, chuyện nó rõ ràng nó như vậy, chứ không phải là lập trường của họ. Đặt giả sử cái đài Vĩnh Long mà lập trường quốc gia, làm sao họ tồn tại với chế độ cộng sản? Vì mà họ chính là đảng viên cộng sản, làm sao họ làm việc này? Chẳng qua đó là chuyện khai thác để mà lấy tiền mà thôi. Vậy trong tương lai thì không biết là Liên ủy ban và cũng như hội đoàn trong cộng đồng sẽ có những hành động gì tích cực hơn nữa, thưa ông? Thưa, chúng tôi sẽ có những cuộc biểu tình tiếp và chúng tôi không bao giờ ngưng. Và cái cuộc biểu tình sắp tới rồi chúng tôi dự trù là ngày 21 tây vào lúc 4 giờ chiều bắt đầu tập trung tại đền thánh, và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc biểu tình. Chúng tôi sẽ có những phổ biến chi tiết sau. Dạ. Cuộc họp báo được sự tham dự đông đảo các đại diện hội đoàn, đoàn thể, và xong nghi thức chào cờ khai mạc với phần ngỏ lời chào mừng của ông Phan Kỳ Nhơn. Là đến phần ông Phan Thanh Ngưu đã nói đến những phản ứng của đài Việt Phết TV khi chối bỏ những việc làm của họ, và ông đã đưa ra những bằng chứng xác thực về sự hợp tác giữa đài Việt Phết TV và đài truyền hình Vĩnh Long. Sau khi sự kiện xảy ra, đương nhiên người trong cuộc họ đều có cái phản ứng của họ. Phản ứng bằng cách nào? Thứ nhất
đem cái sự sai trái của người ta để rồi bên vực cho cái sự sai trái của mình. Thứ hai, chối rằng không mà với những cái tài liệu sẵn có đó, thì thưa quý vị, chúng tôi có lẽ không đủ can đảm đứng đây để ngồi vẽ ra những sự kiện không mà nói có. Khi bất cứ ra ngoài làm bất cứ việc gì, chúng tôi đều phải tôn trọng luật pháp của Hoa Kỳ. Đừng cứ nói rằng Tô Văn Lai vì thấy chúng tôi, những người HO qua đây không có gì để mà thưa kiện. Thì thật sự cái đó là cái ý kiến của ông Tô Văn Lai. Chứ nếu trường hợp muốn dập tắt tiếng tôi mà Tô Văn Lai có đủ điều kiện, Tô Văn Lai vẫn làm. Bởi vì con người khi cái lương tâm họ không thể cứ xét họ, thì họ có thể làm bất cứ cái gì. Đừng bao giờ nói cái lẽ phải đối với những người như vậy. Sau hai cuộc biểu tình vừa rồi, chúng tôi đã nhận rất nhiều những ý kiến phải làm gì. Nhưng mà trong thời gian gần nhất ở đây, thì tôi có một số tài liệu liên quan về cái đại việc Fed TV. Hiện giờ nó đã có connect ở một cái đại việc Fed ở tại Houston, mà cái nhân vật liên quan đó không ai hết là cái ông Baldwin, tức là Quỳnh Thi, rể của ông Tô Văn Lai, đang mở cái việc Fed ở tại Texas. Đây là tất cả những tài liệu ở bên Texas chứ không phải của Cali. Còn ở Cali tại đây thì cái người đại diện một cái hạt răng để mà có thể công tác được đó là Hồng Hạnh Lê Đào của tại California. Những cái tài liệu này có lẽ quý vị thấy rằng cái bàn tay cộng sản nó đã vươn tới đâu. Hồng Hạnh Lê Đào là ai? Hồng Hạnh Lê Đào là con của Lê Quang Nguyên của cái đài truyền hình ở Vĩnh Long. Hồi xưa chỉ Việt Nam Cộng Hòa của mình có thể có những sự tự do, ít nhất không xen vào công việc điều hành của các cơ quan truyền thông báo chí. Chính ngày hôm nay quý vị cũng thấy rằng biết bao nhiêu truyền thông báo chí đã đâm vào chính phủ, đâm sau lưng những người quốc gia chúng ta. Nhưng mà chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tôn trọng quyền tự do đó. Còn đối với cộng sản bây giờ, đừng bao giờ nói sự tự do đó nếu không có sự kiểm soát của bọn trung ương cộng sản, đặc biệt nhất là các cơ quan truyền thông báo chí. Chính chúng ta sau 40 mấy năm, 50 năm, từ hồi lúc chúng ta còn đi học, chúng ta biết được cái giá trị của truyền thông báo chí nó ra sao. Cộng sản nó đã biết cũng như chúng ta, và nó đã kiểm soát như thế nào. Cái sự kiểm soát của nó để cho chúng ta có thể thấy rằng giữa hai quốc gia và cộng sản khác nhau hoàn toàn. Từ đó chúng ta hiểu Lê Quang Nguyên là ai và con Lê Quang Nguyên là ai, để rồi qua đây để làm một cái người tiếp nối để điều khiển hai cái đài Việt Fed của Marito, của ông Tô Văn Lai, và một cái đài nữa ở tại Texas mà tôi đã vừa trình bày quý vị đó. Một qua cái nhân vật trung gian đó là rể của ông Tô Văn Lai, tức là Quỳnh Thi, tên Mỹ gọi là Bôn Quỳnh. Những sự kiện này có lẽ anh em khắp nơi trong thời gian gần đây biết bao nhiêu các nơi đã gửi về chúng tôi những câu hỏi. Bây giờ nói như vậy chúng ta phải làm gì? Thưa quý vị, cái làm gì đó là cái việc mà của quý vị, của chúng tôi, của chúng ta ở đây. Đừng bao giờ hỏi cái việc đó của ông Phan Kỳ Nhân, đừng bao giờ nói cái việc đó của Liên Ủy Ban, không, đừng bao giờ nói việc đó của cộng đồng người Việt quốc gia.
của tất cả những người tị nạn ở đây, chúng ta phải làm gì? Tôi xin thưa quý vị, nếu chúng ta cứ trông chờ người khác để làm cho mình, suốt bao nhiêu năm rồi, 42 năm, cái bài học đó có lẽ giờ này chúng ta không thể quên được. Đôi khi chúng ta cảm thấy rằng thôi, chuyện nó không có đáng. Thưa quý vị, từ không đáng đó đưa đến chỗ chết nó không có xa. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự buổi họp báo của Liên hiệp ban đấu tranh chống cộng sản và tay sai về việc Đài Việt Phết TV và Trung tâm nước Nga hợp tác với Đài Truyền hình Vĩnh Long, và sau phần ông Phan Tấn Ngưu đưa ra bằng chứng sự liên hệ giữa Đài Việt Phết TV và Đài Truyền hình Vĩnh Long là phần tổng kết của ông Phan Kỳ Nhơn qua hai cuộc biểu tình. Qua hai cuộc biểu tình này, chúng ta thấy cái điểm thứ nhất là cái tinh thần chống cái việc xâm nhập của chế độ cộng sản ở thủ đô người Việt tị nạn cộng sản chúng ta rất là mạnh mẽ. Đó là cái ưu điểm. Tuy nhiên, trong hai cuộc biểu tình chúng ta đều có cái trở ngại. Trở ngại thứ cuộc biểu tình thứ nhất thì chỉ có cái nhóm của Ngô Kỷ đem hình ảnh một mục tiêu khác xen vào cuộc biểu tình của chúng ta. Và cuộc biểu tình thứ hai thì cũng anh Ngô Kỷ và lại cộng thêm Dina là cựu nghị viên của thành phố Canro cũng muốn biến cuộc biểu tình của chúng ta thành một mục tiêu khác. Và trong vấn đề này, trên đài Việt Phết, chúng ta cũng thấy rõ ông Đỗ Vinh, chồng của Dina, cũng đã đưa luật này, luật nọ để mà hù dọa những người biểu tình sẽ bị thương lợi. Và đặc biệt trong cuộc biểu tình ngày lần thứ hai ở Mai Xeo Bạc, thì chúng ta thấy rằng cái hành động của cô Dina là một luật sư muốn chiếm lĩnh trường cái cuộc biểu tình chống Việt Phép thành ra cuộc biểu tình sang một mục tiêu khác. Đó, chuyện nó rõ ràng. Và song song vào đó, qua hai cuộc biểu tình và chúng tôi chờ đợi cái sự phúc đáp của nhiều người có liên quan tới Đài Việt Phép TV, đó là ông Phó Thị trưởng thành phố Westminster Diệp Miên Trường. Nhưng mà tới nay chúng tôi không thấy cái hồi âm nào về cái thái độ đó. Đối với ông Diệp Miên Trường, với vai trò là Phó Thị trưởng thành phố Westminster, chúng tôi sẽ đặt vấn đề lập trường của ông không thể đi nước đôi được, vừa bắt tay cộng sản, vừa hô hào hỗ trợ cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, không thể chấp nhận đó. Và chúng tôi chứng minh qua hai sự việc. Thứ nhất là trong kỳ chúng tôi chống Michel Steele giám sát ở Orange đã làm cái bằng khen cho Việt Cộng, mà ông Diệp Viên Trường là cố vấn về người Việt Nam cho giám sát Michel. Còn đối với Đài Việt Phép, ông Diệp Viên Trường cũng là cố vấn chính trị cho Đài Việt Phép. Chúng tôi rất mong sự trả lời dứt khoát. Một là ông có theo Việt Cộng thì đó là quyền của ông. Hai là ông theo quốc gia cũng là quyền của ông. Ông phải trả lời dứt khoát, không thể đi nước đôi được. Và chúng tôi sẽ đặt vấn đề với ông Diệp Viên Trường trong tương lai. Đó là cái trở ngại của chúng ta. Bây giờ riêng phần chúng ta, đồng hương thấy là cái cuộc biểu tình, đặc biệt là cái cuộc biểu tình lần thứ hai, thì cái nhóm của Dina trà trộn vào cái thành phần của chúng ta, rồi những người hiếu kỳ của chúng ta lại bu quanh Dina, trở nên những hình ảnh trở nên đây là cuộc biểu tình của Dina chứ không phải cuộc biểu tình của Liên Quỹ Ban, mà đài chính đài Diệu Phép đã đưa những hình ảnh đó lên. Đương nhiên những cái banner mà chống Diệu Phép là họ sẽ cắt hết. Đó là vấn đề mà chúng ta phải đặt ra. Thành ra trong cuộc biểu tình sắp tới chúng ta làm thế nào thì chúng ta sẽ thảo luận khi mà nói tới cuộc biểu tình ngày thứ ba, rút qua kinh nghiệm
hai lần cuộc biểu tình. Chúng ta là công dân Hoa Kỳ, chúng ta sống trên đất nước thượng tôn pháp luật. Tất nhiên chúng ta tôn trọng quyền tự do của mọi người, nhưng mà có điều quyền tự do đó không được xâm phạm quyền tự do của người khác. Và chúng tôi mong rằng những người có lý trí, nhất là luật sư Gina, muốn chống ai phải tổ chức các cuộc biểu tình riêng rẽ, chứ đừng có mượn gió bẻ măng, lấy của người làm phức tạp. Đó là việc mà chúng tôi nêu lên để chúng ta có thái độ trong cuộc biểu tình lần thứ ba này. Một lần nữa thì chúng tôi nói về cái thủ đoạn thì chúng tôi không thể kể ra đây mất nhiều giờ lắm. Từ việc dùng cái loa lớn để trấn áp tiếng loa của chúng ta ở bên đây, vì họ là tiền rừng bạc biển mà, nếu dính tới việc phép tiền rừng bạc biển rồi không còn thắc mắc gì nữa, vì tiền là xương máu của toàn nhân dân ở trong nước, họ đều thu gọn vào trong tay của Đảng Cộng sản hết. Thành ra nói về tiền bạc thì chúng ta chịu thua, nhưng mà cái tinh thần đấu tranh chúng ta quyết liệt, dù có chết chúng ta cũng vẫn đấu tranh, dù có chết chúng ta cũng vẫn giữ làn ranh quốc cộng một cách rõ ràng. Rồi tôi tin tưởng rằng trong cuộc biểu tình lần thứ ba, chúng ta phải làm sao tách họ ra khỏi chúng ta. Nhiều đồng hương tò mò thấy chuyện đó rồi cứ buông lời chỗ Dina, rồi rốt cuộc hình ảnh chụp lên là biểu tình này của Dina. Đó là vấn đề mà chúng tôi nêu lên để chúng ta rút kinh nghiệm. Sau đây là những phần phát biểu của đồng hương tham dự. Trước hết là ông Bùi Hữu Nghĩa. Miền Nam mất một nửa triệu đồng bào di tản đến nước Mỹ này. Ngày đó Thúy Nga còn là bậc cơ quan làm văn hóa nhỏ bé ở bên Pháp. Sau khi đánh hơi được nửa triệu đồng bào chúng ta đến đây, mang theo những cái đau khổ, mất nhà, mất cửa, tan nát, nhớ lại quê hương, cái cơ quan Chủ tịch Hoa vội di chuyển sang bên Mỹ này, rồi kiếm những đồng tiền từ của đồng bào của chúng ta, những người đau khổ đó, mang những hình ảnh xưa, đi tìm những bản nhạc xưa, hình ảnh xưa để vỗ về, du ngủ, đồng ý rằng là để an ủi nữa, ở trong đó có cái hình ảnh đó. Cho nên được đồng bào chúng ta nuôi dưỡng. Tôi muốn dùng đến cái chữ thật đơn giản, béo phì. Khi béo phì rồi thì người ta không ngừng ở cái chỗ đó. Cho nên lại tham lam. Và đồng thời ở bản thân trong gia đình, tôi không dám xúc phạm đến những cái chuyện tổ chức trong gia đình. Nhưng người ta thường nói là tu thân tề gia. Nhưng tu thân của Thúy Nga có tu thân không? Và tề gia của Thúy Nga có tề gia được không? Quý vị biết. Từ đó trở đi xoay chiều. Chúng ta không quên được cái B40. Thúy Nga xoay chiều nghĩ rằng là 90, gần chúng 90 triệu người Việt Nam, mỗi người chỉ mua một cái đĩa của Thúy Nga thôi, Thúy Nga sẽ giàu. Cho nên trở cờ bỏ quên đồng bào ở đây, phản bội đồng bào ở đây. Tôi rất là vui là khi ông Chủ tịch nêu Thái Đại Diệp ra. Nhờ cái điều đó, chúng tôi mới biết ai là người quốc gia và ai là người cộng sản. Chúng ta cứ nói là hỗ trợ cho tuổi trẻ, chúng tôi đồng ý. Nhưng mà tuổi trẻ người đó là như thế nào? Có tinh thần quốc gia rõ rệt hay không? Chứ không phải chúng ta cứ thấy người trẻ là chúng ta nhà và hỗ trợ. Cũng may là ông Chủ tịch đã nêu cái điều đó. Cho nên tôi là một cư dân, chúng tôi sẽ không bầu cho Thọ Trà. Thì tôi rất là do dự trong những tuần lễ vừa rồi, những tháng vừa rồi. Nhưng mà nay ông Chủ tịch nói cái đó, tôi rất cảm ơn ông Chủ tịch, tất cả quý vị ở đây, tất cả các bạn. Hiện tại nay, về phương tiện truyền thông, chúng ta có Facebook, chúng ta có Twitter, tất cả mọi những cái tin tức mà về Việt Tây mà làm ăn với Cộng sản hay là cái gì đó, chúng ta đưa lên Facebook, chúng ta đưa lên những cái diễn đàn đó, thì tất cả mọi người trên thế giới này đều biết hết.
Kính thưa quý khán thính giả, buổi họp báo đã kết thúc sau những phần đóng góp ý kiến và phát biểu của đồng hương tham dự. Liên hiệp ban đấu tranh chống cộng sản và tay sai đã ra thông báo kính mời đồng hương hãy tham gia biểu tình chống Việt Phết TV và Trung tâm Thuyết Nga sẽ được tổ chức vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ bảy, 21/4/2018 tại Trung tâm Thuyết Nga trên đường Bonsa Trần Hưng Đạo, góc với đường Moren. Mọi chi tiết xin liên lạc qua số điện thoại 714-854-4584, 714-854-4584. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.